Thầy xin chào tất cả các con. Hôm nay mình sẽ gặp nhau một cái bài bài mới nha các con. Bài mới này rất là vui, được chưa nè? Nghe nó vui để cho các con thích để mà làm, đúng không? Mà thực chất nó vui thật, đúng không? À, một cái bài gọi là thứ tự thực hiện các phép tính. Như vậy trong một phép tính là mình thực hiện thứ tự như thế nào? Cái bài này thì các con thấy vừa rồi ở trên mạng có một cái bài toán mà học sinh làm xong rồi cô giáo chấm hay thầy giáo chấm thì không biết, xong rồi thì về là có một cái chụp, một cái có một cái hình chụp đưa lên mạng và gần như là dân mạng là đăng cãi dữ dội. Và theo thầy nghĩ cái đó không phải là giáo viên chấm, mà cái đó chỉ là một cái bài một bạn nào đó là muốn câu like á các bạn, cho nên là mới làm như thế. Chứ khi mà thầy nghĩ đã là giáo viên thì người ta biết cái cốt lõi đơn giản nhất của cái bài mà thứ tự thực hiện các phương pháp tính ở trong sách giáo khoa người ta đã được học và nó nằm ở sách giáo khoa trần nhân đó mà, đúng không? Cho nên là không có lý do gì mà để chấm một bài toán như thế cả đó. Nhưng mà có tại sao là bị cãi? Tại vì có nhiều khi là có nhiều bạn học xong rồi bỏ lâu quá rồi nó quên cho nên mới đem ra cãi, và chính vì thế nó mới có được một cái cuộc mà cãi nhau đi mà y xèo như thế các con. Tức là người mà đưa ra thì muốn mình coi like, cho nên tự làm cái bài đó, được chưa? Còn là người mà lên mà cãi là bỏ lâu quá rồi không quên. Người ta nói là văn ông bỏ luyện, cho nên bỏ rồi quên. Tại vì sau cái bài đó thầy có một người bạn mới gửi tới cái bài đó cho thầy, nói là anh Cao ơi, em bối rối quá, tức là không phải bối rối mà gọi là em sao anh thầy quên rồi, tức là con của em mới chuẩn bị vô lớp 1 nhưng mà cái bài toán như thế này, em giải thì thế này mà cô chấm là thế này, không biết sao học sinh nó giải vậy em thấy đúng mà tại sao cô chấm sai rồi này nọ, bây giờ em hoang mang quá, em hoang mang quá. Chính vì thế mà thầy cố gắng thầy dạy cho tới cái bài này. Thì cái bài này thầy sẽ gửi, thầy quay xong video bài này thầy sẽ gửi tới tất cả những người bạn mà hồi đó là nói với thầy là hoang mang nhiều lắm, nhiều bạn lắm, thì chưa nào? Chính vì thế mà nhân mạng nó làm sôi sục như thế. Đang hôm nay thầy dạy mình học cái bài thứ tự thực hiện các phép tính, thứ tự thực hiện các phép tính. Được chưa các con? Rồi bây giờ một nhỏ nhắc lại về biểu thức, lại về biểu thức. Đây các con, một biểu thức là như thế này này. Chẳng hạn như là gì? Đây này, chẳng hạn như là ví dụ như 2 cộng 3 trừ 4 này, thấy không? Ai là 2 bình trừ cho 3 nhân 4 cộng 5, ví dụ vậy đấy. Hay là 6 bình, hay là 3. Một số cũng được gọi là một biểu thức nha các con. Đó, nhưng mà những cái như vậy gọi là biểu thức. Đó, một biểu thức nha. Đó, và trong cái biểu thức có thể là có dấu ngoặc. Nhớ nè, trong biểu thức có thể có dấu ngoặc. Trong biểu thức có thể có dấu ngoặc. Nhớ, có dấu ngoặc. Thì theo quy tắc nó là như thế này các con. Ngoặc lúc đầu mình cũng là cái ngoặc tròn này mình làm trước, xong ngoặc tròn có tới cái ngoặc vuông, mình làm trước, xong ngoặc vuông rồi cuối cùng tới cái ngoặc nhọn này, được chưa? Đó, tức là người ta quy ước trong toán học lúc đầu cũng có là ngoặc tròn trong cùng tới cái ngoặc vuông, xong tới ngoặc nhọn. Thì ta làm là một bài toán nào lúc đầu ta cũng làm trong ngoặc trước ngoài ngoặc sau,
đúng không nào? Và ngoài thì lúc nào cũng là mặt tròn này trước, sau mới tới cái mặt vuông, rồi mới tới cái mặt ngọn cuối cùng ở ngoài, được chưa? Đó, nhớ cái đó cho thầy ha. Rồi hai nhỏ này thực hiện các phép tính, các phép tính đó, cái này là cái quan trọng này, cái này là cái mà gây tranh cãi này các con. Nhưng mà khi đơn giản thì mình học xong rồi mình thấy rất đơn giản. Cũng trong đó cũng có một số phụ huynh, có một số học sinh mà học sinh mà đang tranh cãi là học sinh đã học qua mất rồi, cứ quên một kiến thức, cái nhìn vô là cãi. Còn phụ huynh thì bỏ lâu rồi quên các con. Nhớ nha, thầy không nói là coi như là không biết, nhưng mà bỏ lâu rồi nó quên, nó quên quy tắc đây, chính vì thế mà đem ra cãi, cãi cho nên nó lộn nhiều. Chút nữa thầy cũng sẽ đưa cái bài toán mà trên mạng cãi lên cho các con xem ha. Đó, về đây nè. Đây, đối với một biểu thức không có dấu mặt, đối với biểu thức, với biểu thức không có dấu mặt, đây thấy không, đối với biểu thức không có dấu mặt này nè, được chưa? Đối với biểu thức không có dấu mặt này đó, thấy không? Nếu chỉ có cộng và trừ, nếu chỉ có, nhớ rõ này nha con, cộng và trừ hoặc là chỉ có nhân và chia trong một biểu thức này, nếu chỉ có cộng và trừ thôi hoặc chỉ nhân hay chia thôi thì ta nhớ nè, thì ta thực hiện từ thì ta thực hiện từ trái sang phải, từ trái sang phải. Nghe nha, nghe rõ này nha. Nếu biểu thức nếu chỉ có một biểu thức nó chỉ có cộng và trừ thôi, hoặc là biểu thức nó chỉ có nhân với chia thôi, thì ta phải thực hiện từ trái sang phải, nhớ chưa? Chứ làm tầm bài này nó sai. Đây ví dụ này, ví dụ như là sách này, ví dụ là 48 trừ 32 cộng 8, đây chỉ có biểu thức này chỉ có cộng trừ thôi, đúng không? Biểu thức này chỉ có cộng trừ, thì các con này thực hiện từ trái sang phải. Như vậy trước tiên là các con lấy là 48 trừ cho 32, 8 là trừ cho 2 còn 6, 4 trừ 3 còn 1 là 16, 16 cộng cho 8, yeah. 8 cộng 6 là 14, với 4 giữ 1, 2 cộng 2 là 3, 24, đi chơi các con. Đó, nếu chỉ có cộng trừ nhân chia vậy. Rồi, và một bài mà đây nè, 60 chia cho 2 nhân cho 5. Biểu thức này nè, chỉ có nhân với chia. Mà các con nó cứ nhớ là nhân chia trước cộng trừ sau, các con nhân vô đây là có con sai, được chưa nè? Làm từ trái sang phải. 60 chia 2 là được 3, 30 rồi nhân 5, 5 nhân 0 0, 5 nhân 3 là 15, 150 các con ha. Đó, nhưng nếu như các con làm nè, chỗ đây các con làm nhân trước là 2 nhân 5 là 10, 60 chia 10 chỉ có 6 thôi, được chưa? Như vậy các con sẽ sai, được chưa? Ở trên mạng có bài này các con nè, hình như là 8 trừ 3 cộng 3. Bài này gây tranh cãi kinh khủng trên mạng, mà vừa rồi đã báo chí đăng tùm lum hết, Facebook, nhất là Facebook, có mạng xã hội bây giờ các con. Mà các mạng xã hội bây giờ á, là cứ có một cái tin gì đó gọi là sốc, mà tin sốc á, thì nhiều người tranh cãi á, thì cái bài của mình là sẽ được nổ liên tục và được like nhiều. Thì ai cũng muốn tạo ra một cái như thế gọi là cái bước ngoặt á, cho Facebook của mình á. Cho nên làm như vậy. Cái bài này đó con thấy nè, giống cái bài này không? Đó, tức là trong một biểu thức chỉ có cộng và trừ thì thực hiện từ trái sang phải. Một em học sinh làm như thế này nè, nó làm từ đó không phải thì 8 trừ 3 đi là còn 5, 5 cộng 3 là bằng 8. Đó, gạch chỗ này sai, được chưa? Rồi, ghi chỗ này là đây là gạch sai, gạch bút đỏ như thế này đó con, gạch bút đỏ như thế này. Đó, được chưa? Rồi, sai. Rồi chỗ này là chữ sai này.
đó. Rồi ghi chỗ này bằng hai, cái ghi chỗ này là con chưa hiểu bài. Hiểu bài đó, cái này nó như xin bài trên mạng đó. Còn chút nữa thầy sẽ đưa cái video này, thầy sẽ đưa cái hình ảnh nó lại cho các con coi. Thực chất các con cái bài này á là không phải giáo viên chấm, thầy đảm bảo luôn các con, cái giáo viên chấm là giáo viên một cái đơn giản nhất, nó nằm ngay trong cái lý thuyết, nằm ngay trong lý thuyết của sách giáo khoa, nó nằm đơn giản như vậy, cộng từ cái không phải. Mà trong khi bằng hai á, tức là người đó thực hiện là ba cộng ba, tức là ba cộng ba là sáu, tám trừ sáu hai, tức là thực hiện cộng trước trừ sau, không đúng, được chưa này? Nhưng mà nếu như mình thực hiện cái cộng trước trừ sau khi nào, được chưa? Như vậy nhớ cái bài này là bài tranh cãi đến mạng nha. Đó, tránh như thế này là sai, mà làm như cái dấu xanh thì là đúng nè. Trong biểu thức chỉ có là cộng trừ không thôi, thì ta thực hiện từ trái sang phải, 8 trừ 5 còn 8 trừ 3 còn 5, 5 cộng 3 bằng 8. Bây giờ thực hiện cái này trước, đó là 8 trừ 3 bằng 5 này, cái là cộng 3, mà cộng 3 bằng 8. Cái này là đúng chứ không có gạch sai như cái dấu đỏ này, được chưa? Đó, nhớ thầy khẳng định luôn là cái này không phải là dấu nguyên chấm, được chưa? Đó, rồi thầy giải tiếp nè. Rồi, đối với biểu thức đây này, rồi nếu biểu thức chỉ có nếu biểu thức mà có này, cộng nè, trừ nè, nhân nè, cộng trừ nhân kia và nâng lên lũy thừa, nâng lên lũy thừa nha. Nếu biểu thức mà chỉ có cộng trừ nhân chia và nâng lên lũy thừa là nguyên một biểu thức như vậy thì ta thực hiện nhớ là ta thực hiện cái nâng lên lũy thừa được, được chưa? Nâng lên lũy thừa thừa trước, được chưa? Ta thực hiện cái nâng lên lũy thừa trước này, rồi sau rồi ta nhân kia trước ha, nhân kia trước rồi cộng trừ sau đó, rất là rõ ràng vậy nha các con. Mấy cái phụ huynh nào mà nó xem cái này cũng rất là rõ ràng như thế này. Một biểu thức mà chỉ có cộng trừ thôi thì là thực hiện từ trái sang phải, biểu thức cũng chỉ có nhân kia thôi thì thực hiện từ trái sang phải, nó mới đúng đó. Nếu như mà phụ huynh hay là các con học sinh đó mà không rõ nữa thì các con lái máy tính, các con lái máy tính, các con nhập nguyên cái biểu thức này vô nó sẽ ra 24, được chưa? Các con lái máy tính, các con nhập nguyên cái biểu thức này vô nó sẽ ra 8 chứ không phải ra 2, được chưa nào? Đó, nó ra 8 không ra 2. Chút nữa thầy cũng sẽ làm thực hiện cái đó ở trên máy tính cho các con xem ha. Đó, và các con đó, sử dụng cái máy tính như cái này nè, bấm nguyên biểu thức này vô bằng một phát là 130, chứ nó không có ra là 5 nhân 2 10, 60 chia 10 được 6, như vậy bấm ra 6 đâu, nhớ nào, được chưa? Máy tính là nó không có sai đâu các con đó. Rồi nếu biểu thức mà có cộng trừ nhân chia và nó lên biểu thừa, tức là tùm lum hết trong đó, thì lúc là ta sẽ thực hiện đầu tiên là nâng lên biểu thừa, được chưa? Sau đó rồi phải nhân chia trước và cộng trừ sau. Ví dụ như biểu thức này các con nào, ví dụ biểu thức là 4 nhân cho 3 mũ 2 trừ cho 5 nhân 6 đó, được chưa? Trong này này có nhân này, có trừ này, rồi có lũy thừa này, thì điều đầu tiên ta nâng lên lũy thừa trước, tức là 4 là 3 mũ 2 là 9 trừ 5 nhân 6 đó. Khi mà ra một biểu thức có nhân có trừ tùm lum trong này thì điều đầu tiên là ta sử dụng nhân chia trước và cộng trừ trừ sau. Đây, 4 nhân 6, 9 lần 6 là 30, 16, 5 nhân 6 là 30, được chưa? Phép trừ 36 trừ 10 là 30 bằng 6, được chưa? Đó là một biểu thức như thế, là cái này mới là nhân chia trước cộng trừ sau, mà có lũy thừa thì mình nâng lũy thừa trước, đó, và mình là 9, được chưa? Sau đó rồi ta thực hiện nhân chia trước cộng trừ sau.
Chứ nguyên một cái biểu thức mà chỉ có cộng trừ và chỉ có nhân kia, mà cứ nhân kia trước cộng trừ sau là sai hoàn toàn nha. Nhớ là phải thực hiện từ trái sang phải, dễ là phải vậy ha. Rồi đối với biểu thức mà có cái dấu ngoặc là ta thực hiện là như thế này: ngoặc tròn trước, tới ngoặc vuông và tới tới ngoặc nhọn. Được chưa? Như vậy thầy sẽ bôi bản. Bôi bản là thầy thực hiện cái ví dụ mà dấu ngoặc đó. Để cho một ví dụ thực hiện của mày. Ví dụ là 100 chia cho ngoặc nhọn này, 2 nhân cho ngoặc vuông này, 52 trừ cho mẫu ngoặc tròn 35 trừ 8 trừ 8 nó ngoặc vuông rồi tới ngoặc nhọn. Đây, các con xem đây. Một cái bài toán này tức là nó là có ngoặc tròn để xong rồi tới ngoặc vuông tới rồi ngoặc nhọn. Thấy chưa? Luôn luôn bài toán là tạo quy định vậy. Chứ không ai mà làm có ngoặc nhỏ ở trong trước hay là ngoặc vuông ở trong trước rồi mới ra. Luôn luôn ở trong này. Giờ tôi làm có ngoặc nhỏ, tôi phải trong cùng là ngoặc vuông trước. Nó là ngoặc tròn trước, xong tới ngoặc vuông tới ngoặc tròn ha. Bây giờ mình thực hiện phân tích này. Đó, mình bằng, mình ghi cái lần như vậy: 2 nhân ngoặc vuông 52 trừ, thực hiện phân tích này được. Được chưa? 35 và trừ 8, 8 trừ 5 không được, mượn 1, 15 trừ 8 còn 7, 8 phải 15 ha, giữ 1, 3 trừ 1 còn 2. Được chưa? Đó. Sau rồi nè, ta tiếp tục xuống 2 giống đoạn để đó, ta thực hiện cái mặt dùng. Được chưa? 52 trừ 7, 2 trừ 7 không được, mượn 12, 12 trừ 7 còn 5. Được chưa? Giữ 1 vô 2, 1, 3, 5 trừ 3 còn 2. Đó, bệnh nhân. Thì sau rồi bắt đầu ta dùng cái ta thực hiện cái phép nhọn này ha. Rồi 5 x 2 10 giữ 0 giữ 1, 2 x 2 4 x 1 là 5, là ra 5 là 10. Được chưa? À quên các con đây nè, còn cái trăm ở trước này chưa. Đây bằng 100 chia nữa ha, bằng 100 chia rồi bằng 100 chia rồi bằng 100 chia. Thấy chưa? 100 chia 2 được, 100 chia 5 được, được 2, thấy không? À, mình cứ nhìn vô, thầy nhìn vô cái quạt nhọn hay là không có để ý cái đề ngọn trước đó 100 ha. Như vậy là như vậy, thực hiện một cách tính như vậy là đúng, được chưa? Và đặc biệt hơn cái này nữa, đặc biệt hơn một cái bài ví dụ này nữa. Cái ví dụ này là học sinh lấy cái ví dụ này mà đưa lên mạng là bảo đảm gây tranh cãi nhiều hơn cái bài vừa rồi nữa. Các con này chú ý ha. Đây, ví dụ đây. Nếu đưa ví dụ này lên là trong mẫu 1, câu A 6 bình chia cho 4 nhân cho 3 cộng cho 2 nhân 5 bình. Rồi, như vậy các con này là chú ý ha. Bài này là vừa có nè cộng trừ nhân chia và năng lên lũy thừa, đúng chưa? Năng lên lũy thừa. Điều đầu tiên là ta làm cái là năng lên lũy thừa trước. Này, năng lên lũy thừa trước. 6 x 6 là 30, 6 chia 4 nhân 3 cộng cho 2 nhân nè 5 của 2 là 20, 15. Rồi, như vậy trong này á là các con thấy nè, cộng trừ nhân chia đầy đủ thì thực hiện theo đúng cái nguyên tắc là gì? Nhân chia trước và cộng trừ sau. Được chưa nào? Như vậy nếu như mà không biết cứ nhìn vô đây là phép nhân này trước, phép nhân này trước, bài toán sẽ sang ngay. Được chưa? Đó, và mình phải thực hiện như thế nào mới đúng nè. Đó, thì mình sẽ thực hiện nguyên một biểu thức như vậy là mình sẽ thực hiện cái biểu trước nhân chia trước này nè, nhân chia trước này rồi mình mới thực hiện cái biểu thức cộng này. Nghe rõ chưa? Nghe rõ nè. Rồi nhớ là thực hiện nguyên một biểu thức nhân chia này trước, rồi nhân chia trước, rồi bắt đầu mới thực hiện cái biểu thức cộng này. Như vậy thầy ghi lại như thế này dễ hiểu ha. Rồi, rồi như vậy coi nè, trong này ba cái lần trước cái này ghi lại đi, này có hai cái lần thôi. Nhớ nè, như vậy thực hiện cái biểu thức này trước. Như vậy biểu thức này chỉ có nhân và chia này, thấy chưa?
biểu thức này chỉ có nhân ngoài kia, thì ta phải thực hiện từ trái sang phải. Đó, nếu như bài này mà nhân trước rồi chia, rồi bài này đăng lên mạng, thì chắc chắn rằng sẽ rất rất nhiều người cãi cái bài này. Được chưa nào? Hiểu chưa? Rồi, như vậy thực hiện cái biểu thức này, trước thì biểu thức này chỉ có nhân có chia, thì ta thực hiện từ trái sang phải. Được chưa? 36 rồi chia 4 là được. 9 nhân 4 là 36. Được chưa? Đó, chúng ta như vậy. Rồi, xong rồi mình thực hiện cái nhân chia trước cộng trừ sau. 9 nhân 3 là 20, 17. 25 mà nhân 2 là 5, 50. Rồi mình thực hiện có cái tính cộng cuối cùng là nó là 70, 17. Đó. Thì cái này nếu như mà mình mới mà mới vô mình nhìn thấy vô lý cái chỗ này á, tại sao không làm nhân trước mà làm chia trước? Thì đơn giản mình lấy máy tính á nha mấy con. Hoặc là phụ huynh nào nhìn cái này cứ lấy máy tính ra bấm nguyên cái biểu thức này vô nè, chắc chắn là phải như vậy. Được chưa? Tao bên thực hiện đúng chương trình đó, bỏ đọc luôn. Cái bài này là nó sẽ gây tranh cãi nhiều hơn cái 8 trừ 3 cộng 3 này. Được chưa? Đó, tại vì cái bài này là theo lý thuyết là người ta nói là gì, một bài trong đó có biểu thức là cộng trừ nhân chia và nâng lên điểm thừa. Điều đầu tiên là nâng lên điểm thừa trước, sau đó rồi nhân chia trước cộng trừ trừ sau. À, là không nói vậy, tên nhìn vô đây cái tên làm cái nhân này, cái tên làm cái nhân này trước, rồi xong rồi cái chia ra cái này, chia ra cái này, rồi xong rồi thực hiện cái cộng. Sai, nhớ chưa? Sai ngay. Nhưng đúng là mình nhân chia trước cộng trừ sau. À, thì trong cái này là nâng lên điểm thừa xong rồi, à, thì dẫn kỹ lại lần nữa. Thì cái này á, là mình thực hiện nguyên một cái biểu thức có nhân chia trước này nè. Được chưa? Rồi mình mới thực hiện cái biểu thức cộng trừ. Được chưa nào? Mà trong cái biểu thức nhân chia này á, thì chỉ có nhân có chia thôi. Thì theo lý thuyết là ta phải làm từ trái sang phải. Được chưa? Là ta lấy 36 chia cho 4 này nè, là được 9. Xong rồi cái để 3 xuống là 19 nhân 3 là đi lại. Được chưa? Thì trong một biểu thức này chỉ có nhân nè với lại cộng, thì ta thực hiện các phép nhân trước. À, 9 nhân 3 là 7, 2 nhân 25 bằng 50. Rồi cuối cùng ta thực hiện phép cộng 27 cộng 50 bằng 77. Nhớ chưa các con? Đó, nhớ nè. Đó, các con thì nếu như các con học thì không nói rồi. Còn có nhiều người, nhiều phụ huynh thì thấy nó vô lý, tại vì mình bỏ lâu quá rồi mình quên á. À, thì lý thuyết mới thì mới nói nãy. Sau rồi mình cứ lấy máy tính là bấm thử này, ra y chang số 77. Nhớ chưa nè? Rồi, thêm một cái ví dụ nữa nè. Theo một ví dụ nữa, bây giờ công viên này là 23 cộng với 3x bằng 5 mũ 6 chia cho 5 mũ 3. Đó. Như vậy, bây giờ là cái bài này thì mình thực hiện cái phép tính gì? Thứ nhất cũng là trong một thứ có cộng này, có nhân này, có chia này. Như vậy tôi thực hiện lại nhân chia trước cộng trừ trừ sau. Đó. Rồi, nhưng mà đây nè, mình mới học cái bài trước là chia hai điểm thừa cùng cơ số này thôi. Chia hai điểm thừa cùng cơ số. Tại vì bài toán mà có điểm thừa là mình thực hiện điểm thừa trước, chia hai điểm thừa cùng cơ số. Như vậy giờ mình ghi cái này 2 điểm cộng 3 à, 23 cộng cho 3x này bằng à, mình có là A mũ N chia cho A mũ N là bằng A mũ N trừ N. Bây giờ là tức là mình mới học cái bài trước. Được là chưa? Như vậy là nó sẽ là 5 mũ này cùng cơ số, số 5 này, 6 trừ 3 ghi trở lại 23 cộng cho 7. 6 mà trừ 3 còn 3 là 5 mũ 3. Đó, mình vẫn còn thực hiện cái mũ trước 23 cộng cho 7. 5 mũ 3, 5 mũ 3 là bằng 5 nhân 5 nhân 5. 5 nhân 5 là bằng 20. 15 nhân 5, 5 x 25 giữ 2, 5 x 10 12, 125. Như vậy là 125. Nhớ nè, như vậy mình thực hiện có phép tính nâng lên điểm thừa trước. Sau rồi, trong biểu thức này có phép cộng này, có phép nhân. Như vậy ta phải thực hiện phép nhân chia trước cộng trừ sau. Như thế nào? Như vậy nhân trước, tức là trong này có một biểu thức nhân, là mình sử dụng, mình tìm có biểu thức nhân này. Nhớ chưa?
giống như tìm cái biểu thức này nè, tìm biểu thức này. Rồi như vậy thì biểu thức này cộng với cái này nó bằng cái này, tức là coi như biểu thức này là thừa số, số hạng tận. Muốn tìm số hạng chưa biết, ha, muốn tìm số hạng chưa biết. Ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết, 125 trừ 120 13, tức là 30x, 3 nhân x sẽ bằng này, đó là 5 trừ 3 là còn 2, 2 trừ 2 bằng 0, 1 hạ xuống. Bây giờ mới là mới thoát hết nè, dùng nè, nhân thừa số tích, muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. Như vậy thì x sẽ bằng, bây giờ 10 chia 3 được 3, 3 3 9, giữ 1, và 9 trừ 10 trừ 9 còn 1, 12 trừ 4, như vậy ra kết quả là 30, 11, đến giờ con. Rồi, tiếp tục nè, và chắc chắn rằng cái ví dụ hồi nãy á, thì thầy cũng nghĩ là chắc sẽ trước và sau cũng có người sẽ đăng mạng. Người đang làm việc cũng thử trần giải đó nha. Được chưa? Rồi, nhớ. Bây giờ mình sẽ làm thêm vài cái ví dụ nữa con ha. Làm thêm vài ví dụ nữa để cho nó nhiều. Ví dụ. Rồi, ví dụ thứ là 2 nhân cho 5 nhân cho 4 bình trừ cho 18. Đó, được chưa? Mình làm thêm ví dụ này nữa. Làm thêm cho nó nghiền, đây là khi mình làm bài tập mình khỏi bối rối. Đây, tức là trong hình thức này có nhân nè, có năng lai lý thừa nè, có trừ nè, có nhân nè, có ngoặc. Như vậy luôn luôn có ngoặc là mình phải làm trong ngoặc trước. Thì dành như vậy cái này các con bằng các con đi rồi lại làm trong ngoặc trước. Thì chưa? Mà trong cái ngoặc này là có năng lai lý thừa, như vậy con sử dụng năng lai lý thừa được. 5 nhân cho 4 mình là 10, 16, như vậy đi là trừ 18. Rồi, như vậy trong cái biểu thức này, cái mặt này này, là có nhân và trừ. Như vậy mình dùng phép là nhân chia trước cộng trừ sau, được chưa? Như vậy ta ra 2. Rồi, như vậy mình nhân này 6 nhân 5 30 chứ không chịu 3, 5 5 5 là 8, được chưa? Trừ 18. Rồi, như vậy vẫn còn trong mặt, như vậy ta thực hiện là trong mặt trước. Được chưa? 10, 0 trừ 8 được 1, 10, 10 trừ 8 còn 2, giữ 1 qua đây, 8 trừ 2 là còn 6. Rồi bây giờ mình mới thực hiện phép nhân, được chưa? Rồi 2 x 2 là 4, 6 x 2 là 10, 12 sẽ ra 121. Được chưa con? Nhớ nha, khi làm thứ tự như vậy là lúc nào nó cũng đúng ha. Nhớ thì nhắc lại một lần nữa nè, biểu thức chỉ có cộng trừ nhân chia cộng trừ thôi, hoặc là một biểu thức nó chỉ nhân chia thôi, thực hiện từ trái sang phải một cái. Biểu thức mà gì vừa có cộng trừ nhân chia năng lai lý thừa, điều đầu tiên ta năng lai lý thừa trước, sau đó là cộng trừ, nhân chia trước và cộng trừ trừ sau, được chưa? Nếu như biểu thức có ngoặc thì phải làm trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau, được chưa? Rồi còn ngoặc mà có nhiều ngoặc, ngoặc tròn, ngoặc vuông và ngoặc nhỏ, ta dùng ngoặc tròn trước, ta tính ngoặc tròn trước, xong tới ngoặc vuông, rồi sau đó mới tới ngoặc nhỏ. Được chưa nè? Coi như bài này là nó khởi nghiệp toán của tụi con này. À, ví dụ nữa con, đây 6x trừ 39, rồi chia cho 3 bằng 201. Đó các con này, trong biểu thức này là gì? Gồm có cái ngoặc, nhân, trừ, chia, trừ, đâm hết, đúng không? Như vậy thì cứ nguyên tắc là ta phải thực hiện cái biểu thức trong ngoặc này trước nè. Thấy không? Có tìm được tìm biểu thức trong ngoặc trước. Mà cái biểu thức trong ngoặc này chia cho số 3 nó bằng cái này, tức là cái này là số bị chia, số chia thường. Như vậy ta đi tìm cái biểu thức trong ngoặc trước, tức là tìm số bị chia. Muốn tìm số bị chia chưa biết, ta lấy thương nhân với số chia, như vậy là sẽ bằng là 6x trừ 39, được chưa? Đó, 6x trừ 39 bằng 201 nhân cho 3,
được chưa? Đó, muốn tìm số bị chia cho biết ta lấy thương nhân với số chia ha. Đó, như vậy quy tắc này ghi lại 3 nhân 1 được 3, 3 nhân 0 là 0, 3 nhân 2 là 6, 603. Bây giờ trong biểu thức này các con, nó có nhân này, không? 6 nhân x này, rồi nó có trừ nè. Thì chứ như vậy mình thực hiện là nhân chia trước cộng trừ sau, tức là mình thực hiện cái biểu thức nhân này trước này. Như vậy cái biểu thức nhân này nè, mà trừ cho 39 là nó bằng 603. Tức là đây là số số bị trừ, số trừ hiệu. Muốn tìm số bị trừ chưa biết, ta lấy hiệu cộng với số trừ 603 cộng với 39. Thì các con, rồi như vậy suy ra là sau ý sẽ bằng 9 chứ 3 là 12, giữ 1, 3, 1 là 4, 642. Thì bây giờ là biết nhanh nè, thừa số tích. Muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích chia cho thừa số đã biết, được chưa? Rồi như vậy sẽ bằng đây 6 chia 6 được 1, 4 chia 6 không được là được 0, 42 à, 4, 6, 5, 30, 6, 6, 3, 6, 6, 7, 4, 2 được 7 nhá. À, như vậy là 100 được 7, đúng không? Không, đơn giản nha. 6 chia 6 được 1, 4 chia 6 không được, được 0. Như vậy con lại được 42 chia 6 được 7. 7, 6, 4, 2, 2 nhớ 4 nè. 6, 4, 5, 4 nè, 4. Đâu, con nhắc lại nha, 107 này nhân cho 6, 6, 7, 4, 2, được chưa? Rồi 6, 0, 0, như vậy là 4, 6, 1, 6, đúng rồi, được chưa? Nhớ ha. Rồi, xong rồi thầy sẽ làm như vậy. Cái bài này là do là lý thuyết thầy giảng rất là kỹ rồi, được chưa nè? Cho nên là cái phần luyện tập đó, bài tập thì thầy sẽ quay riêng cái video riêng, được chưa nè? Rồi, cái bài này thầy sẽ nối thêm cái phần mà cái bài toán ra bên cãi nó vào, được chưa nè? Rồi thầy sẽ cho các con thấy là không có gì mà gây tranh cãi hết. Thầy chứng minh được cho phụ huynh thấy rằng không có gì để tranh cãi. Mình học lâu quá rồi mình quên, không sử dụng là mình quên thôi, được chưa nè? Nhưng mà phụ huynh biết không, người ta nói là mỗi người một việc, không phải nói là thầy hay bà cô đã giỏi, không có. Mỗi người một việc khác nhau. Ví dụ như một người làm ở nhà đó, tất nhiên là giỏi hơn thầy cô nhiều, đúng không? Bên cái ngành của người ta là nhà đó, thầy cô mà đi ra làm nhà đất biết gì, không biết. Nhưng mà người làm nhà đất là đi dạy học sinh, không biết, quên hết rồi, đúng không nào? Hay là ví dụ như một người làm bên cái công trình xây dựng, đúng không? Thì người ta nói thầy nó giỏi, thầy cô này giỏi, dạy bài này được, tôi dạy không được, sao được? Tức là người mà làm cái xây dựng người ta đã từng học qua rồi. Nếu như ngay lúc đó ta đang học thì người ta rất là giỏi. Nhưng mà vậy ta lao rồi, ta chỉ lo đi làm xây dựng, ta quên mất cái này đi. Cho nên người ta làm xây dựng, người ta giỏi về vấn đề xây dựng, được chưa nào? Ta nhìn vô, ta biết cái nhà đó là sai. Theo cái trường hợp như vậy, thân chủ người ta nói tôi muốn xây nhà vậy, người ta sẽ tính ra được bao nhiêu tiền liền, được chưa nào? Còn đâu, nếu như thầy cô nó giỏi không, nhà vậy đưa ra bản vẽ đó, tính được nhà nó bao nhiêu tiền đấy, không tính được. Mỗi người một việc. Nhưng mà ngược lại, cái người xây dựng người ta giỏi vậy, ta qua ta đi dạy không được, tại vì chuyên môn ta không phải dạy. Ta đã học rồi nhưng bỏ ra nó quên. Đó, cho nên là nguyên tắc của thầy á là mỗi người một việc, không ai giỏi ai hết á. Thì giờ việc ai làm việc nào là người ta giỏi về việc đó, được chưa nào? Đó, còn nếu như cái nào mà nếu như không biết thì mình cũng không cần tranh cãi đâu. Mình không cần tranh cãi đâu, mà mình là gì, mình nên đưa lên ví dụ như mình hỏi những người chuyên môn đó, mình cứ đi hỏi những người chuyên môn là chắc ăn, chứ đừng ngồi đó mà cãi, đúng không nè? Bài toán này đó, có thấy không? Đây là 8 nè, trừ 3 nè, cộng 3, đúng không? Nếu như thực hiện theo cái bút đỏ mà người mà sửa lại đó, là con thấy là 3 cộng 3 là bằng 6, 8 trừ 6 bằng 2. Như vậy sai mất rồi, đúng chưa nè? Tức là một phép toán mà thầy dạy rồi đó, có con thấy ở trong sách giáo khoa đó, một phép toán chỉ có là phép cạo dấu cộng và dấu trừ trong đó thôi, được chưa nè? Thì các con phải thực hiện từ trái sang phải nó mới đúng,
nhớ chưa? Chứ còn nếu như các con không làm theo như vậy là các con đã sai. Như vậy là cái bạn mà làm bằng bút xanh xanh nó đúng, còn cái bút đỏ mà sửa lại là sai hoàn toàn các con nhé. Rồi các con yên tâm đi nha, phụ huynh mình cũng yên tâm là như thế, không có sửa theo bút đỏ nha.